Ngay cả đề thi khó các em cũng không đối mặt được. Vậy sao có thể đối mặt được với cuộc sống khó khăn? Đề thi, chúng ta phải là càng khó, càng yêu. Cái nửa tiếng khó khăn nhất bây giờ có tôi đây, chỉ dẫn rõ ràng, có dũng khí trả lời câu hỏi, đó là hạnh phúc. Bản tin tôi sẽ đến ánh sáng của điểm vô cực. Toán lý hóa, nhớ nắm bắt phương pháp, định luật cái gì, nói đúng hoặc sai, có biết không? Đừng khiến tôi phải thất vọng đối với bạn. Nếu như làm sai thì phải sửa, để một càng khó càng yêu. Cực kỳ vọng điểm thi của học sinh giỏi, một tấm, hai tấm, thêm ba bốn tấm, mong học sinh phải bàn giao với tôi. Học hành như là rớt vào biển tình, càng ngày càng yêu sâu đậm. Như dù sách không có ghi chép, trường của tôi là có khí phách nhất. Thi đấu với đối thủ phía trước không thể mở ra, bị nhốt cùng bạn. Đổi quy trường hình như thêm mới, sai thì phải sửa, để một càng khó càng yêu. Để thi cũ phải viết cho thuộc lòng, 7 tấm, 6 tấm đã không thể thay thế được. Đừng khiến tôi phải thất vọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.